với mục đích kết nối các doanh nhân doanh nghiệp với nhau, hỗ trợ chia sẻ thông tin, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh vừa khai trương văn phòng cà phê doanh nhân với sự tham gia đầu tư của các thành viên trong hội. Mô hình cà phê doanh nhân là nơi vừa để quảng bá, giới thiệu ngành nghề dịch vụ kinh doanh của các doanh nghiệp hội viên như cà phê, hàng ăn sáng, cơm trưa và dịch vụ karaoke, vừa là địa chỉ để tổ chức các cuộc họp, sự kiện của ban chấp hành và hội viên. Đây sẽ là ngôi nhà chung, nơi hội tụ của các doanh nhân, doanh nghiệp nói chung và doanh nhân trẻ nói riêng để trao đổi, xây dựng thương hiệu, tăng cường hợp tác, đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau, khuyến khích đổi mới sáng tạo, đồng thời là điểm kết nối giữa các doanh nghiệp với các cơ quan quản lý nhà nước để những khó khăn, vướng mắc trong quá trình sản xuất kinh doanh nhanh chóng được tháo gỡ, nhằm rút ngắn khoảng cách giữa doanh nghiệp với chính quyền. Theo đó, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh sẽ cử cán bộ văn phòng trực hàng ngày để tiếp nhận những thắc mắc, yêu cầu của doanh nghiệp, từ đó tổng hợp gửi về các cơ quan, đơn vị có liên quan trong thời gian sớm nhất.